Kính chào bà con. Bà con đang theo dõi chương trình Nhà Nông Làm Giàu được phát sóng trên kênh 3N VTC16. Thưa bà con, ở nước ta, mặc dù mỗi địa phương đều có những phong tục khác nhau, thế nhưng trên mâm cỗ Trung Thu không bao giờ thiếu những quả bưởi như thế này. Có lẽ do loại quả này mang hình tròn, tượng trưng cho sự sung túc, tụ họp, hội ngộ đủ cả gia đình. Xuất phát từ nhu cầu đó, việc trồng và phát triển những giống bưởi để xuất bán vào dịp này cũng đưa lại cho nhà vườn hiệu quả kinh tế khá cao. Vườn bưởi này là của gia đình ông Mai Như Khúc, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trong khi nhiều giống bưởi khác phải tới cuối tháng 12, đầu tháng 1 mới thu hoạch, thì vườn bưởi thồ của gia đình ông Khúc đã có thể thu hoạch. Thời điểm này trùng với dịp Tết Trung Thu, do vậy việc tiêu thụ của gia đình ông luôn thuận lợi và được giá. Quê tôi thì từ trước nay là có một cái hội chuyên buôn bán bưởi. Đấy, thế nhưng mà vài năm ở đây thì thực sự dân ăn nhiều quá thì nhiều ông bà đã về tại vườn và lấy quả. Ở đây thì năm nay thì chúng tôi chưa biết nhưng mà như năm ngoái thì bán bình quân 30.000 trên quả. Bưởi thồ là giống bưởi địa phương. Giống bưởi này đã được người dân thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ trồng cách đây khoảng 70 năm. Vì sao giống bưởi này lại có tên là bưởi thồ? Cái bưởi thồ này thì quả nó hơi cao thành đấy. Nó thổ thổ nên là quê tôi là gọi giống bưởi là bưởi thổ từ lâu rồi, cách đây khoảng cỡ 70 năm rồi. Đấy. Thế giống bưởi này thì chất lượng thì thu vào chung quanh tầm tháng 8. Khi nó chín quả bưởi thổ này thì nó vàng vàng, đấy, vàng vàng sáng. Đấy. Và thế còn nó muối thì nó tôm nó hanh vàng. Chất lượng bưởi này thì ăn nó ngọt, ngọt nhưng mà nó lại mát. Giống bưởi thô này, này hình thức là rất, cái quả bưởi này là nó trông nó mầm như là cái quả bưởi bơ lô. Thế mà thu hoạch trong từ tháng 8 đến tháng 9 mà ăn bưởi là rất là ngon và đậm và đã được các nhà khoa học đánh giá là trên 10 phẩy về chất lượng đường và chất ngọt và ăn rất là bổ mát cho cơ thể đối với con người. Cây bưởi 30 năm tuổi thường cho từ 250 đến 400 quả một cây, một phần từ đặc tính giống, một phần khác nhờ chăm sóc. Đây là những bao phân gà tận dụng từ quá trình chăn nuôi của gia đình ông. Phân gà hoai mục không những chứa hàm lượng hữu cơ cao, mà nó còn chứa hàm lượng NPK vượt trội hơn hẳn với các loại phân dê, phân trâu bò, phân chuồn quế. Đặc biệt, loại phân này còn rất giàu kali và khoáng chất. Chi phí đầu tư bình quân cho một cây bưởi mỗi năm hết khoảng 1,5 triệu đồng. Với hơn 40 cây bưởi thồ, cả trồng cũ và mới, mỗi năm ông có thu vài trăm triệu đồng. Nếu mà so cả vườn nhà tôi thì mấy loại đấy nhưng mà giống bưởi thồ này là vẫn năng suất nhất, đấy, thu cao nhất. Thì ví dụ 300 quả thì nó khoảng 9 triệu thì trừ đi khoảng hơn triệu, nãi tốc độ khoảng 8 triệu. Đến nay trên địa bàn xã Bạch Hạ có khoảng 500 hộ trồng bưởi với diện tích khoảng 50 mẫu. Trong đó có 20 hộ trồng với diện tích từ 5 sào đến 1 mẫu. Và diện tích này đang có xu hướng mở rộng thêm. Đối với giống bưởi thồ hiện nay thì chúng tôi mới được Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nông nghiệp được công nhận cái cây đầu dòng. Toàn xã này chúng tôi được xác định được 8 cây đầu dòng. Thế và trong tương lai thì chúng tôi đã đang mở rộng mô hình. Đối với xã hiện nay là theo quy hoạch chúng tôi được 30 ha diện tích rồi. Thế và năm 2018 này sẽ mở rộng thêm khoảng 30 ha nữa. Tuy nhiên, hiện có nhiều cây có biểu hiện bị thoái hóa giống, trong khi người dân lại chưa có kỹ thuật để nhân và bảo quản cây giống cho những diện tích trồng mới. Trước tình hình đó, từ năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên triển khai dự án bảo tồn và khai thác nguồn gen bưởi thồ. Hy vọng với dự án này, giá trị mà cây bưởi thồ mang lại cho người dân sẽ ngày một nâng cao hơn nữa. Các cái giống bưởi thì thuộc nhóm hệ dễ nấm, cho nên là các cái giống bưởi thì thường là khó thích nghi đối với lại những cái vùng mà diện tích trũng. Tuy nhiên riêng giống bưởi thồ thì lại mọc được ở trên cái vùng đất trũng, ví dụ như ở huyện Phú Xuyên. Đặc biệt là có cái giá trị thứ hai đó là cái giống bưởi thồ này thì chín sớm,
So với giống bưởi diễn thì chín trước khoảng 4 tháng thì có thể nói là đây cũng là một cái nguồn gen quý mà Sở Nông nghiệp cần phải bảo tồn và để là góp phần đa dạng hóa các cái giống bưởi và giải vụ để làm sao để khắc phục cái tình trạng là nếu như tập trung quá nhiều một giống chín vào một cái thời điểm thì như vậy là sẽ khó tiêu thụ. Bưởi thô là giống có bộ rễ rất khỏe, có thể sinh trưởng trong điều kiện vùng đất trũng, có mạch nước ngầm cao. Tuy nhiên, theo người dân xã Bạch Hạ, loại cây này ưa nhất là đất thịt, tơi xốp, thoát nước tốt. Trong điều kiện đó, cây sẽ cho quả ngon, độ tuổi của cây cũng được lâu dài hơn.